Thông tin tiểu sử ca sĩ Vũ Hà Vũ Hà sinh năm 1975 là một nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến. À biết đến tại Việt Nam, anh thuộc hàng ngôi sao ăn khách tại các tỉnh miền Tây với gương mặt điển trai cùng chất giọng mới lạ anh đã khiến khán giả chú ý đến sau những bản nhạc hit của mình như tiểu thư con gái nhà ai mambo nồng say mắt nai cha 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 là một ca sĩ thuộc hàng ngôi sao ăn khách tại các tỉnh miền tây nhưng vũ hà lại có một cuộc sống rất đội bình dị hàng ngày anh đều đặt đi bơi tập thể hình rồi chạy sâu ở các tụ điểm sau những giây phút làm người của công chúng trên sân khấu anh lại trở về cuộc sống thường nhật với trách nhiệm của một Người chồng, người cha của một cậu con trai 12 tuổi, Vũ Hà có vợ hơn 8 tuổi phong cách âm. Nhạc mà anh theo đuổi cũng theo phong cách vui nhộn với tiết tấu âm thanh nhanh, vui nhộn từ hình. Ảnh cho đến ngôn từ bài hát, tuy nhiên dường như điều này lại rất kén người nghe cái tên Thím Hà cũng được bắt nguồn từ đây mà ra thậm chí nhiều người nói vũ hà điên và ái bởi một mv được cho là thảm họa vipop trong mv này nam ca sĩ đã có nhiều cảnh quay gây phản cảm với việc lồng nhiều hình ảnh kịch cỡm hay hình ảnh ngồi hát trong nhà vệ sinh khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm còn với vũ hà thì anh chàng cho biết dù mọi người coi những ca khúc của anh là thảm họa thì anh cũng vẫn luôn theo đuổi phong cách âm nhạc này bên cạnh sự nghiệp âm nhạc của vũ hà thì đời tư của anh cũng được đông đảo khán giả quan tâm không chỉ bị gọi là thím hà vũ hà còn từng bị đồn là gay, là thành viên của cộng đồng LGBT, cộng đồng dành cho những người đồng tính, lượng tính và dị tính. Tuy nhiên trả lời cho điều này Vũ Hà đã công khai người vợ hơn anh đến 8. Tuổi không chỉ công khai những hình ảnh vợ chồng tình cảm mà Vũ Hà còn thường xuyên đưa vợ đi dự. Những sự kiện trong làng giải trí và điều này cũng để Vũ Hà chứng minh cho mọi người thấy anh. Cũng là đàn ông chính hiệu như bao người khác, sau so nhiều năm sống với tin đồn về giới tính, năm 2013, Vũ Hà mới chính thức công khai người vợ đã lặng lẽ ở bên anh hơn 20 năm, bà xã Nam ca sĩ tên Huyền Vân hơn chồng 8 tuổi cũng từng đi hát theo lời kể của Vũ Hà anh gặp vợ trong một chương trình ca nhạc tổ chức tại Vũng Tàu. Lúc đó Huyền Vân đã là một ca sĩ có chút tên tuổi tại Đà Nẵng còn Vũ Hà mới tập tành đi hát thôi còn công việc chính là thợ cắt tóc nhận thấy sự đồng cảm, Vũ Hà ngỏ ý xin số điện thoại của Huyền Vân khi về Sài Gòn liên lạc. Năm ấy, Vũ Hà 24 tuổi, Huyền Vân 32 tuổi, hơn anh 8 tuổi. Thời gian sau, sự nghiệp ca hát của Vũ Hà bắt đầu phát triển, công việc kinh doanh của Huyền Vũ cũng ăn nên làm ra nên hai người mua được một căn nhà cấp 4 ở quận Bình Thạnh, các album của anh, về đây em, đen remix 2016, hot đen đừng chạm. Vào tôi tình là thể đừng trách người ơi sóng xô tình vỡ giọt nước mắt đàn ông tình. Đẹp khi tình xa người về từ giấc chiêm bao fbsa.vu.739326.